nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm một khay tiểu cảnh với chậu tượng. Mình có chuẩn bị một số mẫu chậu tượng. Hôm nay mình sẽ kết hợp khay chậu tượng và đá với một cây dâu tằm. Thì chi tiết mọi người cùng xem video để thư giãn và có những kinh nghiệm gì thì mọi người có thể học hỏi. Hôm trước thì mình có chia sẻ cách kết dính siêu chắc và siêu nhanh. Thì hỗn hợp cách kết dính bao gồm keo 502, xi măng bột và bông gòn. Bông gòn thì nó tạo sự đàn hồi co giãn. Thời gian mà mọi người bỏ cây ngoài trời ngày nắng mưa thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ có cái sự co rút. Nếu mà mọi người chỉ sử dụng xi măng để liên kết thì nó sẽ bị rạn nứt và rớt ra. Còn mọi người dùng cách này thì nó liên kết rất là cứng và bền. Chậu này thì mình sẽ đặt trên thành khay nha. Đặt trên thành khay. Bên này mình sẽ có một viên đá và đặt cây lên. Dưới này thì mọi người trải một thảm rêu. Mình cũng có chuẩn bị hỗn hợp tạo rêu. Mình sẽ trong clip này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm rêu, nuôi rêu. Thì đầu tiên mọi người đặt và đánh dấu vị trí cần phải kết dính. Mình sẽ dùng mấy viên này mình đánh dấu. Ở đây sẽ có 3 điểm, 4 điểm kết dính. Lớp đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bông gòn. Sử dụng những cái keo cho bông gòn nó cố định vị trí. Hỗn hợp kết dính này nó vừa nhanh vừa tiện mà lại vừa bền. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một lượt đăng ký, bởi vì nút đăng ký hoàn toàn là miễn phí. Thì đăng ký thì chỉ nhận thông báo khi nào mình có video mới. Kênh mình thì chuyên chia sẻ kinh nghiệm làm cây, cách làm cây, uống tay cành và chăm sóc cây. Giờ tiếp tục nhỏ keo. Và đặt chậu tượng lên. Thì cách này thì mọi người phải nhanh tay nha. Cách nữa hỗn hợp này nó kết dính rồi thì mình sẽ lọc lại thêm xi măng. Cây mà mọi người chọn làm tiểu cảnh thì chọn những cây lá nhỏ, có kích thước lá bé thì nó mới phù hợp với hàng tiểu cảnh mini. Đa
số như Linh Sam. Linh Sam thì mọi người làm tiểu cảnh lên, tiểu cảnh rất là đẹp. Ở đây là mình sử dụng xi măng khô. Xi măng khô thì sau này nó gặp nước thì nó càng cứng, nó chất kết dính càng cao. Còn bông gòn thì nó hỗ trợ cho sự co giãn đàn hồi. Kỳ chắc chắn là bảo đảm luôn, rất là cứng luôn. Anh mọi người yên tâm. Thì sau đó mình sẽ liên kết thêm đá này. Sau khi mình liên kết xong, hỗn hợp này rất là cứng, cực kỳ cứng, rất là bền. Bây giờ mình ghép cây, ghép cây dâu. Dâu thì ưu điểm của nó là rễ nó dài, nên nó phù hợp với tiểu cảnh này. Cành dâu phát triển rễ rất là mạnh. Cây này thì hôm trước mình ghép rễ, mình sẽ tháo ra cho mọi người xem luôn. Mô ghép này không biết là nó đã liên kết với nhau chưa. Trăm phần trăm luôn nha. Mô ghép này nó ăn 100% luôn. Hôm trước mình ghép rễ. Phối thêm một viên đá để tạo chiều sâu này, không gian 3D. Bây giờ mình sẽ lên cây. Cho nó ôm càng sát đá thì nó tự nhiên và đẹp hơn. Thank you.
khay này là hỗn hợp chất nền để tạo rêu. Sau khi mà mọi người vào đất xong thì phủ thêm một lớp bên ngoài để sau này nó tạo rêu. Trong hỗn hợp này thì mình có trộn bột rêu. Về cách trộn hỗn hợp tạo rêu thì mình sẽ làm một video chia sẻ cho mọi người sau. Mọi người nhớ nhấn nút like, đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Sau khi mình đã hoàn thành xong thì cái chất này là chất phụ rêu, mình có trộn bột rêu trong này thì tầm 2 tuần nữa thì nó sẽ xanh lên, thì lúc mà có thảm rêu thì nó mới bắt mắt, mới đẹp hơn. Những cái phần mà lộ rễ này thì mọi người đắp sơ dừa hoặc là dùng quại ẩm để phủ lại để cho cây phát triển mạnh. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký và like video. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video.